Mạc Văn Khoa. Chào mừng khán giả đang đến với chương trình 100%. Chương trình được phát sóng vào lúc 19 giờ thứ hai hàng tuần trên kênh HTV7. Chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng công ty Đồng Tây Promotion thực hiện. 100% là một trong những chương trình mà có những cái câu hỏi khảo sát vô cùng thú vị, hấp dẫn. Đi đôi với nó là có những cái câu trả lời khảo sát mà nó ngỡ ngàng, bật ngửa. Trong mấy ngày hôm nay khách mời của chúng ta là ai? Em nhìn vào đây là thấy bất ngờ, bật ngửa đấy. Và sau đây em xin giới thiệu hai đội chơi của chúng ta ngày hôm nay: Lê Nguyên Bảo, Đoàn Đại Hòa và Phạm Minh Tú ạ. Được chào đón ba cô gái xinh đẹp, năng động như Thùy, Thiên Hương và Vũ Phương Linh. Chào mừng hai đội chơi ngày hôm nay đã đến với chương trình 100%. Chào các bạn nam. Mời các bạn hãy gửi lời chào đến khán giả. Em chào chị Dạ, em chào anh Khoa và chào tất cả quý vị khán giả. Em tên là Minh Tú và nickname của em là Tú ơi. Công việc hiện tại của em là MC và kinh doanh ạ. Em kinh doanh cái gì đấy? Em kinh doanh mắm ruốc. Mắm ruốc. À, vậy là hôm nay em là Tú mắm ruốc gặp Khoa mắm tôm hả? Rất là hợp luôn ạ. Thơm đấy. Rồi, mời thành viên tiếp theo. Mình tên là Đoàn Đại Hòa và hiện tại là giảng viên thanh nhạc cũng như là ca sĩ. Ví dụ như là mình đánh giá làm thế nào để biết có một người có phải là biết hát hay không? Thử đi nha. Cái này có thể là qua giọng nói thôi. Ví dụ anh Khoa nói vậy là chắc anh Khoa hát hay rồi. Đúng là giáo viên thanh nhạc có khác. Nói không cần nhiều nhưng chính xác. Còn chị Dạ thì sao? Chị Dạ thì thôi đừng bình phẩm về chị. chắc là mỗi không. Năm chị ra vài cái MV là được. Cảm ơn các bạn. Mời thành viên tiếp theo. Quý bạn sẽ được gửi lời chào đến chị Dạ, anh Khoa cùng với tất cả các thành viên chúng ta đang tham gia chương trình 100% ngày hôm nay. Nguyên Bảo thì hiện tại đang là MC cũng như là một diễn viên. Giờ tới bên mình, xin mời phái nữ giới thiệu cặn kẽ, rõ ràng và chính xác về bản thân của mình đi. Em là Vũ Phương Linh, hiện tại là diễn viên. Linh ơi, mấy năm về trước ấy, hai anh em đi quay chung với em là một cô gái năng động mà nói ra nhiều khi là không giữ được mình ấy. Linh! Mà sao mà tới ngày hôm nay mà em có vẻ nó e thẹn mà em khép lép thế? Tại lúc đầu em đang đề ba vậy thôi, chứ lát nữa vô đi rồi biết. Nên có cái màu đó lạ lắm. Mời thành viên tiếp theo ạ. Dạ, em chào chị Dạ, em chào anh Khoa, chào quý vị khán giả. Em là Thiên Hương, hiện tại em là ca sĩ. Và thành viên tiếp theo. Em là Phan Như Thùy, hiện tại em là ca sĩ và diễn viên. Ngày hôm nay khi đến với chương trình 100% thì các bạn sẽ đặt tên đội cho mình. Dạ, anh Khoa. Đội anh Khoa, dạ vâng. Dạ không có, chưa kịp nói gì luôn. Ý là em hỏi anh Khoa thấy ba đứa em có dễ thương không? Không, mà nó nghe ơi. Là Linh sao em cứ nhìn Khoa rồi em cứ lúc la lúc liếm là sao Linh? Trong rất nhiều những bạn diễn nữ mà diễn với em thì Linh là một người mà diễn cảnh yêu đương với em mà em cảm thấy thật nhất. Ủa chị tụi em thấy sợ nhất. Không. Khoa bây giờ có gia đình rồi. Trời ơi, ta có con rồi nha. Tại tụi em hay giỡn vậy nhau chị chứ đâu có gì đâu anh ho. Mà chị nói cho em biết nha, vợ của Khoa là tụi rắn nhưng mà đội lốt con cọp đó. Vợ của Khoa là người chị thân thiết của em đúng không anh ho? Hồi nãy giờ tụi mình nói tới đâu rồi nhờ? Tên đội em à? Đẹp đi. À đội đẹp hả? Dạ đẹp. Đội đẹp. Dạ. Bên đây đã có đội đẹp rồi thì... Bây giờ đẹp rồi mình cũng lấy một chữ cho nó giống. Độc. Độc. Độc đi chị. Độc. Dạ vâng. Chúng ta đã có hai đội là đội đẹp và đội độc. Xin mời hai đội và quý vị khán giả hãy bước vào vòng 1 của chương trình 100%. Chào mừng khán giả đang đến với vòng 1 của chương trình 100%. Chương trình 100% sẽ có hai vòng thi và ở mỗi vòng thì các câu hỏi sẽ được khảo sát bởi 100 người ngẫu nhiên. Kết thúc hai vòng, đội nào có điểm số cao hơn sẽ bước vào vòng đặc biệt. Và vòng đầu tiên này chúng ta chỉ có một câu hỏi duy nhất. Nhiệm vụ của hai đội chơi: sau khi MC đọc xong câu hỏi, hô khẩu hiệu hết, chúng ta bấm chuông giành quyền trả lời. Đội nào bấm chuông trước sẽ được quyền trả lời và sẽ liên tiếp liệt kê ra các đáp án. Nếu như trả lời đúng, chúng ta được quyền trả lời tiếp.
Và khi mà trả lời sai thì cái lượt trả lời thuộc về đội còn lại. Mỗi đội sẽ có 3 lượt trả lời cho tới khi hết lượt hoặc là hết đáp án. Phần trăm của câu trả lời đúng sẽ tương đương với lại phần trăm mà số điểm hai đội đạt được. Hai đội đã nắm rõ ràng rành mạch chi tiết luật chơi chưa ạ? Dạ rõ. 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 Lưu ý nha, đội nào mà bấm chuông trước khi MC hô hết thì mình sẽ bị mất quyền trả lời. Dạ, cho nên mình lưu ý giúp MC. Cho hỏi là hai đội đã sẵn sàng chưa ạ? Sẵn sàng. Chúng ta đến với câu hỏi ở vòng 1. Câu hỏi ở vòng 1 sẽ có 8 đáp án. Theo khảo sát 100 người trên 30 tuổi, lý do nào khiến giới trẻ thích công việc live stream? Hết. Mình sai lượt mất rồi. Tôi mới tới chữ stream là mình đã bấm chuông rồi. Mẹ ghê thiệt á. Phải sau khi hô khẩu hiệu hết. Ta đã giao cho người nhiều khi sống vội đó không được nha. Xin mời đội đọc. Thứ nhất là nhiều tiền hay là có khán giả, có fan? Đúng rồi, nhưng mà nhiều tiền trước đi. Nhiều tiền ạ. Đầu tiên là kiếm tiền đúng không? Dạ đúng rồi. Mưu sinh trước đây. Mưu sinh, dạ, mưu sinh kiếm tiền. Bữa rau, bữa cháo. Đúng. Đáp án là kiếm tiền. Wow. Nhiều tiền. Hồi nãy mình cũng có nhắc đến nhiều tiền. Dạ đúng rồi. Dạ, đúng rồi. Đáp án nhiều tiền là 21% rồi. Tiếp theo là gì? Nổi tiếng. Nổi tiếng. Bây giờ đáp án mình là gì? Nổi tiếng. Nổi tiếng. Nổi tiếng. À. Nổi tiếng. Có hay không? Nổi tiếng. Yeah. Wow, ơi vậy là hai đáp án cao nhất là mình mở hết rồi đó. Dạ. Tiếp theo. Dễ dàng thực hiện á. Dễ. Dễ. Cũng có lý. Chó bay. Lý do mà khiến giới trẻ thích cái việc live stream là tại vì nó dễ. Dễ dàng. Chị thấy sao? Chị thấy nó dễ không? Thấy nó cũng dễ đi xa. Chốt chưa? Chốt. Đáp án là đơn giản, dễ dàng. Số 3. Có nhiều đáp án quá, mình chọn cái nào trước nhở? Thôi nói đại cái đi chứ. Mình nói là không cần bằng cấp hoặc là không có thời gian linh hoạt đi. Vậy là bây giờ chốt chính xác là đáp án nào? Chủ động thời gian. Vâng, đội đẹp đã chốt đáp án là chủ động thời gian. Xin mời. Số 3. Trời ơi, đúng từng chữ luôn. Từng từ, từng chữ luôn đó. Và cái tiếp theo nữa đó là không cần bằng cấp. Không cần bằng cấp. Công việc đúng rồi, công việc không cần bằng cấp. Không cần bằng cấp. Hợp lý. Đã đẹp mà còn thông minh nữa. Đúng không? Có hai cái à. Sao hết cái này luôn. Đáp án của tụi em là không cần bằng cấp. Có trình độ. Trình độ. Dạ. Trình độ không cần bằng cấp. Ê, tính ra cái đội nó bị mệt á, mỗi lần đưa ra một cái đáp án cái nó bẹo hình bẹo dạng á. Trời người ta. Đó, thấy chưa? Đó, thấy chưa? Không, vậy là đội đẹp chưa đáp án là không cần bằng cấp phải trình độ. Không cần bằng cấp và trình độ. Dạ. Xin mời đáp án của chương trình. Số 4 đi. Wow. Cái thứ tư là gì? Thứ tư là tự làm một mình, không cần phải đi xin việc. À, không phải đi xin việc làm. Đúng rồi, mình tự mình làm được, đâu có xin ai đâu, mình làm chủ. Hay quá vậy trời. Ôi. Mình chốt chưa? À, em chốt ạ. Chốt. Không cần xin việc làm. Lý do khiến giới trẻ thích công việc livestream là không cần xin việc. Xin mời đáp án của chương trình. Còn cái nữa đi. Hợp lý. Em nghĩ là không di chuyển là gì? Đúng rồi, kiểu như là không phải đi đâu á. Chủ động không gian là chủ động địa điểm. Chủ động địa điểm đó là mình không đi đâu hết, mình ở nhà mình làm được, hay là mình đang tới đâu? Mình đang đám cưới mình live stream mình bán hàng được luôn, hay mình đang đi quay phim mà mình live stream mình bán hàng cũng được luôn. Nói chung là về địa điểm đó. Dạ, chủ động địa điểm rồi. Xin mời. Chú. Nhà, đúng rồi. Không phải di chuyển. Ý, mình live stream mà mình bán hàng, nhiều khi ta thích người ta còn cho mình quà đó. Cái đó là gọi là Donate. Nhưng mà cái đó cần chung với tiền. Nó là về kiểu nhiều tiền. Nhiều tiền đó hả? Bán đa dạng mặt hàng đi hả? Đa dạng mặt hàng. Đa dạng sản phẩm. Đa dạng hả? Dạ. Chốt chưa? Dạ, vậy đi. Vâng, đôi đẹp quyết định cho nó bán là đa dạng sản phẩm. Xin mời. Đa dạng quá trời. Em này mới khó đó. Bây giờ tới mình bí nè. Tới mình. Thoải mái đa dạng về ý tưởng được không? Tự do sáng tạo về nội dung, về content, dạ, tất cả mọi thứ. Đó là tất cả mọi thứ chị. À vậy là bây giờ tự do sáng tạo. Được tự do sáng tạo về nội dung đi dạ. Tự do sáng tạo về nội dung. Yeah. Bên đó xong rồi. Coi như bên đó là xong rồi. Còn câu nữa. Rồi. Có 13%. Còn một câu cuối cùng. Chưa có vui nha.
Ở đây chỉ có thấy vui nha. Mang tính giải trí hả? Vui. Không, vui đúng á. Vui giải trí. Vui, vui hoặc vui giải trí. Vui nhiều á. Lý do mà giới trẻ thích công việc này là bởi vì họ thấy vui. Vui. Vui rồi, vui. Vui. Đáp án là vui. 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 Không biết có vui hay không. Vui. Vui nào. Không vui. Không, không, không vui thì thôi. Chúng tôi vẫn vui. Bên kia không vui đấy, tới đội bên mình nhá. Không phân không biệt. Không phân biệt tuổi tác, giới tính, giai cấp luôn. Bỏ chữ luôn ra giùm em. Cái ý đó hay đó, nhưng mà sẽ tè tè đó. Không giới hạn. Thôi bây giờ mình nói là ai cũng làm được. Ai đi. Cũng làm được. Ai cũng làm được. Ai cũng làm được. Dạ. Xin mời. Ê. Đâu có sao đâu. Đây là cơ hội cuối cùng đây. Của đội mình. Kiếm thêm thu nhập. Đúng rồi, kiếm thêm thu nhập. Kiếm thêm thu nhập hợp lý nha. Đó là thêm nguồn thu nhập. Đúng rồi, bởi vì rất nhiều người đang làm một công việc lương cứng này, nhưng người ta muốn công việc live stream. Đúng, 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 đúng luôn, kiếm thêm thu nhập luôn vậy. Hào hùng lên nào. Đáp án ta là Kiếm thêm thu nhập. Ủa, có thôi. Không có. Thế là bán liên quan tới nhiều tiền. Đúng rồi. Đúng rồi. Bây giờ là cơ hội cuối cùng của đội mình. Kiểu tò mò thì thích làm thử thôi. Tại thích. Thích, ok. Thích. Em cũng hết biết rồi. Thích đó. Tại sở thích. Em hết tại chữ đáp án rồi. Này cũng khó mà. Dạ, dạ đam mê thích. Đó. Đam mê sở thích. Đội đẹp chốt đáp án. Thích và đam mê. Dạ, ok. Đấy. Trả lời thôi chứ không có hy vọng. Xin gì. Xin mời đáp án khảo sát của chương trình. Có đó. Không được luôn. Là tới mai luôn. Cả hai đội đều đã hết lượt trả lời câu hỏi. Bây giờ chúng ta sẽ mở xem đáp án cuối cùng là gì nha. Xin mời đáp án. Thích tâm sự với người lạ. Kết thúc vòng 1 thì số điểm của hai đội như sau. Đội đẹp mang về cho mình 37 điểm. Giỏi quá. Và đội độc tạm thời dẫn trước với số điểm 59. Ở vòng 2 thì chúng ta sẽ có rất nhiều cơ hội để ghi điểm. Cho nên là cả hai đội hãy cố gắng nha. Và trước khi đến với những điều thú vị đang chờ đợi chúng ta ở vòng 2 thì xin mời khán giả Gia Lao trong ít phút chúng tôi sẽ quay trở lại ngay. Chào mừng khán giả đã quay trở lại với vòng 2 của chương trình 100%. Ở vòng 2 này chúng ta sẽ có 3 câu hỏi khảo sát. Ở mỗi câu hỏi sau khi hai MC đọc xong câu hỏi hô khẩu hiệu hết thì chúng ta phải làm gì ạ? Bấm chuông. Đúng rồi. Đúng rồi. Sau khi bấm chuông giành được quyền trả lời thì nhiệm vụ của cái đội mà bấm được chuông ấy phải tìm ra cái câu trả lời có cái đáp án khảo sát cao nhất. Dạ. Nếu như câu trả lời đó không phải là câu có phần trăm cao nhất hoặc là không phải đáp án chính xác thì lượt trả lời thuộc về đội còn lại. Dạ. Và nếu như mà mình không tìm ra được đáp án có số phần trăm cao nhất thì mình cũng sẽ không có điểm luôn. Và số phần trăm cao nhất ấy sẽ tương ứng với số điểm mà mình đạt được. Điều đặc biệt ở vòng 2 này là cả hai đội sẽ được quyền đặt cược một lần duy nhất trong số 3 câu hỏi. Và đội nào mình quyết định mình đặt cược thì phải đặt cược hết 100% số điểm mình đang có. Mình phải cố gắng làm sao tìm ra được đáp án có số phần trăm cao nhất để mình được nhân đôi số điểm mình đang có. Đó, rồi cộng với số phần trăm đáp án đúng nữa. Rủi như mà mình đặt cược mà mình tìm ra đáp án không có số phần trăm cao nhất thì số điểm mình đặt cược sẽ bị chia đôi. Và đội còn lại, nếu mà tìm ra được đáp án có số phần trăm cao nhất thì số điểm sẽ thuộc về họ. Quá đơn giản phải không ạ? Đơn giản, đơn giản. Hai đội đã sẵn sàng chưa? Sẵn sàng. Dạ, và trước khi vào câu hỏi số 1 thì cho hỏi Đọc có đặt cược không? Dạ không. Rồi, đẹp, đẹp có đặt không? Dạ không, không. Câu hỏi số 1 sẽ có 8 đáp án. Theo khảo sát 100 người ngẫu nhiên, đàn ông không nên làm gì trong lần hẹn hò đầu tiên? Hết. Mời đội đọc. Là gì? Không nên đúng quên tiền ở nhà. Đúng, đúng. Ê, cái vụ tiền hợp lý nha. Không nên chia không tiền. Không nên để phụ nữ trả tiền. Không nên. Không nên chia tiền. Sao mình không tìm cái đơn giản nhất nhiều người nghĩ tới nhất đó là không nên trễ giờ. Đúng rồi. Không nên không tới. Không nên không tới hả? Đúng rồi. Không nên không tới. Không nên đi luôn. Không nên bùm kèo. Không nên bùm kèo. Rồi, dạ. Đầu tiên là không nên trễ giờ. Trễ giờ đi. Đáp án sẽ là không nên trễ giờ. Không nên trễ giờ. Không nên trễ giờ. Có phải là đáp án có số phần trăm cao nhất hay không? Xin mời. Số 8 á. Wow.
Xuống gì còn thôi. Cơ hội. Chỉ là số 2 thôi. Cơ hội tới với đội mình rồi đó. Không nên chia tiền. Không nên chia tiền, em nghĩ cái đó nhất. Và anh giả chốt chưa? Dạ chốt. Xin mời đáp án khảo sát hành trình xem có vẻ đáp án phần trăm cao nhất hay không. Hay chưa? Thứ ba thôi. Vẫn không phải là đáp án có số phần trăm cao nhất. Có gì đâu quê. Cái này bây giờ bùm kèo không đến nè. Nó trước cả cái chuyện mà đi trễ nữa. Không, ăn nói vô duyên á. Không nên vô duyên. Không nên vô duyên. Còn thầy giáo. Em nghĩ là có hẹn mà không đến mới là quan trọng nhất. Thôi thì 2 đánh 1 không chột cũng què. Vậy thì phải hai bạn đi. Theo hai bạn đi. Vô duyên. Không nên ăn nói vô duyên. Không nên nói chuyện vô duyên. Dạ đúng. Ý là không ý tứ đó. Hy vọng đó là đáp án có số phần trăm cao nhất. Hy vọng. Hy vọng. Xếp rồi. Nói nhiều, nói chung là có chuyện nói trong đó. Nói nhiều á. Nói nhiều mà ta nói có duyên. Là nói em á. Nói chung hai đội đều có duyên. Đừng nói nữa. Để anh Khoa nói. Giờ tới đội mình này. Không, có cái động tác chạm. Không nên đụng chạm. Có nhiều người ta hẹn gặp để được như vậy. Mà tự nhiên tại giờ đó không lên, được như lên, vậy lên, sao ta hẹn làm gì. Dạ thôi bây giờ coi như không là Linh không nói gì. Không nên dẫn theo. Cái gì nữa? Đúng rồi. Không dẫn mẹ đi. Dẫn dọn theo cái bị mình bị làm người thứ ba luôn. Em là em không thích dẫn ai theo đâu. Chốt mình lẹ. Còn có một cái không đó. Không dẫn người khác theo. Không nên dẫn người khác theo. Xin mời. Lần hẹn hò đầu tiên cuộc tình mình xúc. Trời ơi. Vậy là đáp án có số phần trăm cao nhất đã được mở ra đó là không dẫn theo bạn bè và người thân với 29%. Chúng ta sẽ mở các đáp án còn lại. Số 4. Lộn thuộc. Cái này là sau này không nói thôi. Số 5. Cái này vô duyên nha. Vô duyên á. Vô duyên dữ luôn á. Số 7. Mãi lo giải quyết công việc. Số 8. Sử dụng điện thoại quá nhiều. Là hẹn Linh á, là hai cái đáp án cuối cùng á. Kết thúc câu hỏi số 1 thì số điểm của hai đội như sau. Đội Đọc vẫn giữ nguyên số điểm của mình là 59 điểm. Và đội Đẹp đã nâng số điểm mình lên là 66. Trước khi đến với câu hỏi số 2, có gia đình nào muốn đặt cược không ạ? Có đặt cược ạ. Câu số 2 thì đội Đọc đã đặt hết số điểm mình đang có. Câu số 2 có 8 đáp án. Theo khảo sát 100 người trẻ, lý do khiến họ ngại ra khỏi nhà là gì? Hết. Hay quá. Mời đội Đẹp. Ngại ra khỏi nhà là làm biến thôi. Đó là hợp lý, hợp lý, hợp lý, hợp lý. Em đúng nghĩ rồi. Là tốn tiền, bước ra đường là tốn tiền, không dám ra đường. Đáp án là gì tốn ạ? Tốn tiền. Tốn tiền. Tốn tiền. Xin mời. Hết tiền không phải là đáp án có số phần trăm cao nhất. Theo khảo sát 100 người trẻ, lý do họ ngại ra khỏi nhà là gì? Ra đường là phải tiếp xúc, họ ngại giao tiếp. Đúng, hợp lý nha. Họ ngại giao tiếp. Nhưng mà em nghĩ là ra đường là sợ đông đúc. Sợ đông đúc, đông đúc kẹt xe khó chịu á. Em lại thấy cái chuyện mà thời tiết á, nó ảnh hưởng cũng rất là nhiều. Chốt giùm tôi đi ạ. One, two, three, one, two, three. Ai thắng cuối cùng lấy đáp án người đó. Rồi, chốt lại nha. Rồi. Okay. 3, 2, 1. Rồi. Đây đáp án của em, ngại giao tiếp. Ngại giao tiếp. Không, thích đám đông chưa phải là đáp án có số phần trăm cao nhất. Đó chỉ là đáp án thứ hai thôi. Vậy thì ngại sửa soạn, mặc đồ, trang điểm đi. Ngại sửa soạn, giữ cái đó. Rất nhanh và gọn. Dạ đúng. Bên rồi. Đây đã đẹp rồi còn đồng thuận với nhau nữa. Rồi. Đội Đẹp chưa đáp án là bởi vì ngại sửa soạn. Xin mời. Tất cả đều rất hợp lý, mỗi tội là không phải đáp án cao nhất thôi. Thời tiết, nắng không ưa, thời mưa tiết, không chịu. Thời tiết. Bây giờ mình đồng thuận anh em. Thời tiết. Ngại thời tiết có hay không ạ? Wow. Nắng gắt, mưa dầm. Cũng không phải là đáp án có số phần trăm cao nhất. Và đây sẽ là cơ hội cuối cùng của đội mình. Em nói là không ai rủ. Gọi là không ai đi chung. Vậy đây. Không ai đi chung. Bây giờ chốt đáp án cuối cùng là Không ai đi chung. Không ai đi chung. Xin mời. Ê. Đó không phải là đáp án có số phần trăm cao nhất. Cơ hội cuối cùng của đội mình. Kẹt xe. Kẹt xe tại đi. Vì đó là cái câu của miệng. Ơi sao không ra đường thôi, kẹt xe mệt lắm. Đúng không vậy chị? Thôi, nó đơn giản vậy thôi. Đáp án sẽ là kẹt xe đúng không? Kẹt xe. Kẹt xe. Kẹt
kẹt xe, kẹt xe, kẹt xe, kẹt xe, có không ạ? Và đáp án có số phần trăm cao nhất đã được mở ra, đó là bụi bẩn kẹt xe 25%. Xin chúc mừng đội đầu. Chúng ta sẽ mở hai đáp án còn lại. Số 6 thất nghiệp. Số 7 cậu. Phải nói là đội đọc rất là may mắn ở đáp án cuối cùng ha. Mình giỏi đã tìm chị ra được đáp án có số phần trăm cao nhất. Đó, và mình đặt cược, mình được nhân đôi số điểm cộng với 25 điểm, nâng điểm số của đội đọc lên là 143 điểm. Xin chúc mừng. Và đội đẹp hiện tại vẫn giữ nguyên số điểm là 66. Và bây giờ sẽ là câu hỏi số 3. Chắc chắn là đội chờ mình sẽ luôn chọn đặt cược đúng không? Dạ vâng. Câu hỏi số 3 có 7 đáp án. Theo khảo sát 100 người ngẫu nhiên, món đồ mà họ hay bị mất hoặc bỏ quên khi đi máy bay là gì? Hết. Mời đội đẹp. Hành lý xách tay. Ủa không phải. Thì mà em quên luôn cả hành lý xách tay hả Linh? Vậy vậy mình mất điện thoại. Mắt kính, căn cước điện thoại. Mắt kính, căn cước điện thoại, áo khoác. Áo khoác đó. Áo khoác đi. Áo khoác đi. Tại đó quan trọng. Dạ, mình chốt dạ, chưa? Chốt, dạ, chốt, chốt. Áo khoác. Áo khoác đi. Áo khoác. Vâng, đội đẹp đã chốt đáp án áo khoác. Xin mời ạ. Cơ hội tới mình rồi. Bạn bè em là đi máy bay là rồi để sao? Quên cái tai phone nhiều nhất ở trên máy bay. Tai nghe. Ờ đúng rồi, thường sẽ nghe tai sẽ nghe phone. Cái dễ nhất là đa phần là cái điện thoại á, mình nghĩ đơn giản. Không, điện thoại không mất được. Anh cũng nghĩ vậy. Có hai người chọn điện thoại, một người chọn tai nghe. Chọn theo số đông ha. Ở đây có hai người chọn điện thoại, thì có đáp án là điện thoại luôn. Điện thoại đi. Điện thoại. Đáp án sẽ là điện thoại. Điện thoại. Có hay không ạ? Xin mời. Điện thoại, tai nghe luôn. Cơ hội lại tới với đội đẹp. Giấy tờ tùy thân. Rồi, chốt đáp án là giấy tờ tùy thân. Giấy tờ tùy thân. Xin mời đáp án của chương trình. Hay quá. Ví tiền, giấy với tờ là thứ hai thân thôi. Giấy tờ tùy thân thì nó nằm trong ví không tiền. Không phải là đáp án có số phần trăm cao nhất. Cái vé máy bay. Ủa vé máy bay thì máy bay giấy tờ đâu? Tại vì cái vé máy bay thường là cái hành lý ký gửi họ sẽ dán cho cái vé máy bay. Mà xuống họ đi ra cổng sẽ kiểm cái vé đó. Hai cái đó vé máy bay. Ok. Rồi vé máy bay. Vé máy bay. Ok, vậy mình chốt đáp án đi nè. Vé máy bay. Vé máy bay. Vé máy bay. Vé máy bay. Hy vọng là đáp án này sẽ là đáp án có số phần trăm cao nhất. Vé máy bay. Cái vé hành lý hợp lý á nha. Nhưng mà nó không phải cao nhất. 8% không phải là đoán có số phần trăm cao nhất. Cơ hội cuối cùng tới với đội của mình. Quên mắt kính với nón á. Nón với mắt kính hay phải tháo ra. Mắt kính. Mắt kính. Mắt, mắt kính. Mắt kính. Và bây giờ mình chốt đáp án là mắt kính. Xin mời đáp án của chương trình. Không biết mắt kính có phải là đáp án có phần trăm cao nhất hay không. Xin mời. Tìm được đáp án có số phần trăm cao nhất, đó là mắt kính nón 28%. Xin chúc mừng. Chúng ta sẽ mở hai đáp án còn lại. Số 4 vali lại à. 13 người quên nha. Số 7 gối bộ. Hợp lý tới luôn á. Trời ơi, hấp dẫn đó, bất ngờ bật ngửa đấy. Đội đẹp đã có cú lội ngược dòng ngoạn mục ở câu hỏi số 3 này và nâng điểm số của đội mình lên 160 điểm. Xin chúc mừng. Và với số điểm 160 thì đội đẹp cũng chính là đội bước vào vòng đặc biệt. Chào mừng tất cả quý vị khán giả cùng đến với vòng đặc biệt của chương trình 100%.
Ở vòng đặc biệt này chúng ta chỉ có một câu hỏi duy nhất được khảo sát bởi 100 người ngẫu nhiên. Và nhiệm vụ của các thành viên trong đội đó chính là các bạn sẽ phải lần lượt trả lời. Và lưu ý là số tiền thưởng sẽ giảm dần theo cột mốc thời gian các bạn trả lời. Trong vòng 100 giây đó, nếu như 20 giây đầu mà chúng ta liệt kê đúng và đủ các đáp án thì chúng ta sẽ giành được 10 triệu. Qua những giây sau ấy thì số tiền sẽ giảm dần. Đội đẹp đã nắm rõ chưa? Dạ rồi. Câu hỏi vòng đặc biệt này có 8 đáp án. Câu hỏi có nội dung như sau. Theo khảo sát 100 người đàn ông, phụ nữ thường thèm món gì lúc nửa đêm? Thời gian bắt đầu. Xoài, mì, mì gói, trái cơm, cây, trái sữa, trái cây, nước ngọt, hải sản, mì xào, bánh tráng trộn, 8 triệu. Bánh tráng trộn, bánh tráng trộn, bánh tráng trộn. Hộp vịt lộn xà me, hộp vịt lộn bắp xào đi. Thèm mà bắp nướng. Bắp xào, bắp xào. Thèm xúc xích. Xúc xích phô mai que. Mực khô. Trái cây rồi. 6 triệu. Không có. Khô mực. Chân gà xả tắc. Chân gà hấp thái. Chân bò, gà nướng. Bò bít tết. Mì trộn muối ớt. Cơm chiên Dương Châu. Mì hủ xào. Hủ tiếu vỏ. Ốc. Ốc. Phở. Bún bò. Chèo. Khô bò. Khô heo. Khô gà. Bún bò. Trộn. Bánh xà nách. Pha lấu. Có pha lấu. Còn một đáp án nữa thôi. Cái cuối triệu. Cùng là cái gì ạ? Còn một đáp án thôi, cứ liệt kê đi. Thèm 2 triệu. Thèm yêu thương. Xôi gà, xôi đậu xanh. Chả cá viên chiên. Chả cá sầu riêng. Sầu riêng. Yeah. Và xin được chúc mừng đội đẹp đã mang về cho mình 2 triệu đồng. Chúng ta sẽ gặp gỡ lại các thành viên của đội đọc. Xin được công bố số tiền thưởng mà các đội sẽ được nhận. Đội đọc các bạn sẽ mang về cho mình là 5 triệu đồng. Xin chúc mừng. Đội đẹp đã đẹp rồi, mình còn có tiền thưởng nữa. Đội mình ra về với số tiền thưởng 7 triệu cộng với 2 triệu vòng đặc biệt, đó là 9 triệu đồng. Xin được cảm ơn hai đội chơi đã đến với chương trình 100%. Cảm ơn khán giả đã luôn yêu thương và ủng hộ chương trình. Hãy nhớ khung giờ phát sóng của chúng tôi là 19 giờ thứ hàng tuần trên kênh HTV7. Chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng công ty Đông Tây Promotion thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại. Đội của chúng tôi là hớn hở. Đấy, nó phải cỡ vậy mới hớn hở. Bên kia là đội hớn hở rồi thì bên mình là đội gì ạ? Vô nào mọi người. Một cây làm chẳng lên non.